Vào ngày 21 tháng 9, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đưa ra xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm thực hiện. Vâng, mặc dù cơ quan điều tra và viện kiểm sát xác định là không đủ cơ sở xem xét vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án này, nhưng tòa án vẫn triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Kết quả điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định trong 57 buổi livestream của bà Hằng được cơ quan điều tra xác định có nội dung vi phạm thì ông Huỳnh Uy Dũng chỉ tham gia một buổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, nội dung bà Hằng phát ngôn xác định có vi phạm diễn ra trước khi ông Huỳnh Uy Dũng có mặt tại buổi livestream cho đến buổi live stream ngày 19 tháng 3 năm 2022 tại buổi đua chó, đua ngựa, ông Huỳnh Uy Dũng có tham gia nhưng kết luận giám định nội dung buổi live stream này xác định không vi phạm. Còn việc đặt tên cho thú đua vào ngày 19 tháng 3 năm 2022 là do bà Hằng yêu cầu. Khi ra buổi live stream thì ông Dũng mới biết sự việc này. Từ kết quả điều tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát xác định không đủ cơ sở xem xét vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án. Và trong phiên tòa ngày 21 tháng 9 tới đây thì ông Huỳnh Uy Dũng được triệu tập với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng với những người bị bà hàng xúc phạm. Đó là nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiền là phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Dầu, Trương uh, Thị Việt Hà và Đinh Thị Lan.